Tính đến thời điểm này, Hưng Yên có trên 13.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm gần 1.300 người so với cùng kỳ năm 2021 và mới đạt gần 54% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2022. Nguyên nhân số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giảm là do từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng một tháng. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng gấp đôi. Cụ thể, mức đóng thấp nhất là 330.000 đồng, tăng 176.000 đồng một tháng so với năm 2021. Mặt khác, nhiều người chưa hiểu rõ về bảo hiểm xã hội hoặc nhầm lẫn chính sách này với các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Do đó, số người dân tham gia còn hạn chế. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với chính quyền và đại lý thu các xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ. Bảo hiểm xã hội tự nguyện nằm trong lộ trình thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân, đảm bảo có lương hưu ổn định cuộc sống khi về già, giảm bớt gánh nặng khi đi khám chữa bệnh, nên khi tham gia đóng mức cao thì chế độ được hưởng sau này sẽ cao tương ứng.